khách ơi, có khách tìm Thanh ở địa chỉ cũ mà phải lên tới đây này. 3 ngày. 3 ngày vui hả? Đi máy bay gì con? Đi xe lửa. Cô khách mua 5 cái đi xe lửa về miền Trung. Thái anh đây là 101 kg nha các bạn. Nay mai ăn nhiêu? Cái trái đó đó hả? Đó dạ. Giống nha. Dạ. một trăm một ký nha các bạn. Chỉ có Thái thôi, hôm nay chỉ có Thái thôi. Miền Tây, riêng 6 miền Tây hết rồi. Để con tính ra cho cô đâu. Đô cây 3 696 ngàn. Hàng đóng 3-4 bữa mới ăn nhau quý vị. Đây là khách nó hơi vắng nha các bạn, nhưng mà có những khách họ mua đóng thùng đi thế này thì cũng đỡ mọi người. Cô để 3 ngày cũng được. Cái này là để đi nhân cái này không? Thank you.
Lên xe. Khách đặt online một trái 500 nha các bạn. Cái này là 507k. Thái. Mùa mưa cho nên là nhiều khách cũng đặt online vậy lắm, không có dịch. Nghe thấy ơi. Nghe. Ủa hôm qua ông sửa chứ? Ừ hôm qua ông sửa rồi mà. Khoan, đỡ hỏi lại thế hả? Mấy giờ? Đỡ gọi rồi bác. Rồi. Đỡ gọi. Năm trăm k hả? Thái 500k, tầm hơn 4 kg. Siêu mỏng luôn, quá đẹp. Cái này cái vỏ nó cong cuốn cuốn. Bốn cái cơm này chắc hơn gần hai ký cái cơm ta. Chắc hơn. Mọi người đặt số qua online qua số điện thoại các bạn, Zalo 0932
chín tỷ ba ba mươi chín các bạn, 2098524520. Hai chú em cứ gọi online ship nha. Mùa mưa các bạn ở tại vườn thanh ship tới nơi luôn đó quý vị. Ship tận vườn luôn. À. Mưa gió hồi đi hơi cực các bạn, cứ alo là em nó sẽ ship tới các bạn, số điện thoại đây.